Chibi, Chibi, cố lên. Cố lên. Còn thiếu thứ gì đó? Chẳng thiếu gì cả, sếp ạ. Đủ 9 thành viên của Cherry Bell rồi mà. Tôi hiểu rồi, là vũ điệu. Ta cần vũ điệu mới. Nhóm nhạc nữ Cherry Bell dưới sự hướng dẫn của nhà biên đạo điển trai Andre với mong muốn thay đổi hình tượng. Trời ơi. Tuy nhiên, anh lại trở thành cội nguồn của mọi rắc rối. Không được có quan hệ tình cảm với quản lý hay huấn luyện viên. Trong vũ đạo, chọn thời điểm là vô cùng quan trọng. Các em phải nắm được khi nào làm hoặc không được làm gì. Các chibi, các em vẫn muốn tiếp tục chứ? Anh thất vọng về tất cả các em. Nên anh phải ra đi. Từ đây, mọi việc càng trở nên tồi tệ hơn. Em là thành viên nhóm Cherry Bell à? Thảo nào em nhảy xoang như vậy. Chỉ là ban nhạc nữ thôi. Cứ đàn này, chúng ta sẽ thực sự trở thành cánh xiếc. Em không thấy mình đang phí phạm thời gian sao? Bọn em toàn tụ tập, trêu nhau, tán gẫu và nghênh nghênh ngang ngang, y như một cánh xiếc. Và chỉ khi thua trong một cuộc thách đấu, đối diện với thực tế là đau lòng vậy đấy. Thảm bại. Họ mới nhận ra rằng mình phải tập trung và nỗ lực để giành lại niềm kiêu hãnh. Chúng ta phải bảo vệ niềm kiêu hãnh của mình, Angel. Họ theo hip hop. Sao chúng ta phải bận tâm? Họ quyết tâm thuyết phục vị huấn luyện viên trở lại. Cách duy nhất để chứng minh chúng ta có thể nhảy như họ là nhờ anh Andre giúp đỡ. Anh Andre! Nếu bọn cháu không cho họ thấy những vũ đạo độc đáo, chị gái cháu sẽ tiếp tục dẫm đạp lên cháu. Chị cháu là người kiểu gì thế? Nó dẫm lên phần nào? Và nhảy múa chính là cách truyền cảm hứng tới khán giả. Bọn cháu phải chứng tỏ được tài năng của mình để không ai chế nhạo bọn cháu nữa. Giờ cháu muốn dùng vũ đạo để trả thù sao? Những bước nhảy là biểu hiện của trái tim. Cùng đón xem bộ phim hài hước ấm áp của Indonesia, Đam Mê, trên kênh Red by HBO.